Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình là video này để nói về VPN là gì, ưu điểm và nhược điểm của VPN. Thì VPN là gì thì không ít bạn chưa biết như thế nào gọi là VPN. Thì trong bài viết này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu thế nào là VPN và nó ưu điểm nhược điểm của nó. Trước hết thì mình sẽ nói về VPN là gì. VPN là nó là một sản phẩm có hình dạng ống như chiếc bút, cũng có một số mẫu thì có kích thước to hơn. Thì ví dụ như những mẫu như thế này, nó có hình dạng nhỏ như chiếc bút, hoặc là những cái coi như Eagle E4, Eagle E5 thì nó có hình dạng tương tự như thế này, nhỏ nhỏ như cây bút, và nó có một số mẫu thì nó có kích thước to hơn một chút, ví dụ như là cái mẫu mà A.S như thế này, hoặc là A.2, VPN 22, những mẫu như thế thì nó cũng thuộc dạng VPN nha các bạn. Bên trong VPN thì là nó có sẵn mạch dây điện và nó có pin có sẵn ở trong đó, chúng ta không có thể tự tiện thay pin được. Những mẫu như vậy thì là chúng ta gọi là VPN. Thì VPN nó cũng không khác gì mấy so với những loại VPN khác, thì nó cũng có bao gồm vào phần thân và phần buồng đốt. Khi chúng ta mà chúng ta khởi động ở đây, chúng ta ấn giữ nút nguồn, nó sẽ đốt nóng tinh dầu dưới này tạo khói và nó lan tỏa lên này chúng ta sử dụng. Bây giờ mình sẽ nói về ưu điểm của VPN. Ưu điểm của VPN thì nó kích thước tương đối là nhỏ gọn, chúng ta dễ dàng cất giấu ở trong cái túi xách hoặc là túi quần, thì nó không gây lăn cấn cho chúng ta dễ dàng mang theo bên người. Còn cái pin nó cũng rất là dễ sử dụng, thích hợp cho những người mới bắt đầu tập chơi, những bạn mà mới tập chơi, những bạn mà muốn chơi thử phép nữa rồi, thì chúng ta tốt nhất nên chọn cái pin cho nó dễ sử dụng nha các bạn. Còn ưu điểm thứ ba của nó là nó vô cùng an toàn cho người sử dụng, bạn có thể an tâm sử dụng và VPN mà không lo về cháy nổ nha các bạn. Bởi vì nó có công suất khá yếu và nó có con chip kiểm soát năng lượng nữa, nên là cái chuyện cháy nổ xảy ra thì rất là khó. Và nó ưu điểm cuối cùng của nó là VPN có giá thành tương đối là mềm so với các loại VPN khác. Ví dụ Macmost hay Postmost thì nó tất nhiên là có giá thành cao hơn là VPN rồi. Bây giờ mình sẽ nói về nhược điểm của VPN. VPN thì thường có công suất thì không có cao như hồi nãy mình nói đó, thì nó tầm khoảng vài chục watt thôi, nhiều coi thì không xác định được công suất. Ví dụ như cái coi này, nó cái công suất nó khoảng có 50 watt thôi nên nó không có cao. Còn những cái coi như thế này, như cái này thì mình còn không biết nó nhiêu watt nữa, công suất nó quá thấp thì nên nhà sản xuất thì cũng không có ghi cái công suất của nó. Còn nó độ bền của VPN thì thường là kém hơn những loại Postmost hoặc là Macmost. Những cái coi này thì có cái độ bền của nó thì trung bình khoảng 6-7 tháng thôi, nó không độ bền nó không có cao. Còn những cái coi này thì nó có độ bền nó cao hơn, nó tầm khoảng hơn 1 năm. Thì ở trên thì mình có nói là ưu điểm và nhược điểm của VPN và định nghĩa VPN là gì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.